Thì thường thường làm sample thì hôm nay Alex sẽ làm cho mọi người cái session này và Alex sẽ đắp cho các bạn là hai ngón ombre ha. Để con biết thực cái kỹ thuật như thế nào. Thì bước đầu tiên các bạn gắn cái thằng lên này hơn ha. Khi bạn gắn lên thì động nó sẽ mắc lên đây này, nó sẽ gắn lên đây. Alex thì đàn ông thì Alex không có dùng diamond hay là fancy gì hết, Alex chỉ dùng đơn giản thôi. Nhưng mà Alex chỉ chủ yếu là để nhìn nhẹ cho nó dính vô thôi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp thử một cái màu purple đi. Này, các bạn thấy sự khác biệt giữa cái màu purple với cái màu khác ha. Này, cái màu rất là đẹp, nó không bị marble nha. Tất cả những cái màu mà mình không có bị marble. Thậm chí đến những cái màu lạc như thế này các bạn thấy không? Không có bị marble, rất là đẹp. Em màu này. Màu là màu neon. Thường thường tất cả những hãng này thấy nó có bị marble mà cái này không bị marble. Các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Đó, thì những màu này các bạn làm trên cái màu unicorn hay là những màu lạ thêm rất là đẹp này. Đây là màu yellow tail này, cái màu rất là khó mix. Cái màu là màu yellow tail. Màu này là cái màu rất là đẹp. Nếu mà làm trong hai cái màu với ombre, là phối để cả nhà là phối màu với ombre thử ha. Thế là đắp thử cái ombre cho mọi người xem thử này, nó có đẹp hay không ha. Sẽ bỏ lên các bạn bột, cái bột này rất là dẻo nha, các bạn không có vua gì nha, nó dẻo lắm. Làm sample thì các bạn biết là không cần phải đắp cho dày, cũng phải làm cho nó chuẩn được rồi. Để chỉnh cái thằng này vô này. Rồi bây giờ là sẽ kéo xuống nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng thôi. Mình in một bột ha. Để kéo xuống này lại gắn cái nhựa yếu quá. Thì làm com cũng vậy, mình có thể kết nối từ ombre mình làm ra nó cũng rất là đẹp nữa. Tại sao các bạn nhìn có nhiều tấm hình trên mạng hay là trên Google, các bạn thấy khách đem tới các bạn nhìn wow sao họ làm được cái màu vậy. Nhưng thật sự đó là cái cách nó rất là dễ, nhưng mà chỉ cần các bạn biết cách phối màu thôi. Nên Alex hôm nay Alex là cái ngắn gọn cho Alex chia sẻ cho mọi người là cách phối màu để làm sao các bạn làm com cho nó đẹp. Nó chỉ có vậy thôi ha. Alex không nói dài dòng đó. Rồi các bạn thấy không, ra hết shape rồi ha. Bây giờ Alex sẽ đắp vô cái thằng kia. Tại cái bột này nó quá dẻo đi, nó dẻo nổi các bạn thấy không, nó giống như cao su này. Các bạn thấy không, nó giống như cao su vậy đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái thằng kia lên thử. Các bạn thấy nhìn cái màu nha, cái thằng kia lên thử. Rồi đại khái nha, Alex nhìn qua thằng này, thằng này thì Alex sẽ đối diện những cái thằng này cũng đẹp này. Thử cái màu này thử đi. Thằng này thì nó hơi vô quá. Lấy thêm lại cái thằng này, đây là cái màu Corona Pink này. Để bỏ được bỏ mẫu cho mọi người xem thử nha. Wow. Thấy không? Rất là dẻo. Chút cái cán ra đây. Cái con tuyến nó chui vô đây nữa. Rất là đẹp. Các bạn kéo ombre là chỉ như này, này. Cái cọ các bạn phải dùng ép vậy này. Các bạn không được dùng cái mũi cọ nhiều. Tại sao đa số những người làm ombre bị thấy like mà không biết tại sao? Tại vì dùng thanh cọ quá nhiều ha. Chỉ dùng bụng cọ thôi. Bỏ lên. Kéo này. Thấy không? Rất là mượt. Đó là cái ombre ha. Rồi Alex nghĩ không đủ ánh đèn nữa. Để Alex xí nha. Không đủ ánh đèn. Hai ly đi nào. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ biểu diễn lại cho coi ha. Bây giờ Alex sẽ đánh một cái. Alex sẽ làm một màu cho mọi người xem thử ha. Cái này sẽ nó dính này. Là sẽ nhấn mạnh như cái nha, để cho nó dính này. Này là đẹp nhẹ quá. Rồi
Bây giờ Alex sẽ đắp cái màu purple này nha. Alex sẽ đắp hôn nail này. Khi các bạn làm sample là các bạn lưu ý cho Alex đó, là để cho lỏng cho Alex, để lỏng cho bột nó chảy tự nhiên. Các bạn đừng có push, thấy không? Để bột cho chảy tự nhiên cho Alex, nó chảy nhiên, nghiêng xuống này, thấy không? Nên các bạn làm rất là nhanh, push xuống, lấy nhiều nước thêm xí cho Alex. Này, nhìn nè, nha. Các bạn thấy nó mượt không? Cái bột rất là dẻo. Thì cái set 200 màu ra, set 200 màu Alex ra là hiện tại bây giờ là rất là có nhiều người đã get like, order sẵn rồi. Cho Alex nghĩ rất là có nhiều người thích. Tại vì nó đi theo ba tông. Ba tông là gì? Có nghĩa là Alex phối từ đậm purple tới màu medium, màu lạt và vừa. Nên cái collection nó rất là đẹp. Thì cái set bột này ra có thể là rất là nhiều người thích. Ok, còn thấy không? Đó, kéo ra, rất là đẹp ha. Kéo xuống từ từ thôi. Các bạn thấy bột nó dẻo không? Xuống đây này, xuống đây là nó còn tắc, các bạn thấy không? Đó, có nghĩa là cái bột qua lại, cái clear qua lại rất là dẻo. Tại cái clear qua lại, tại sao nó khác với những người khác? Tại vì Alex mua về Alex phải mix lại 3 lần nữa. Có nghĩa là Alex phải mix tới 3 hãng cho một clear thì nó mới được độ dẻo vậy. Đó, thì còn cái quá trình Alex mix đó, thì những bạn nào mà muốn mua một clear thì có thể inbox đó, có thể mua về làm riêng ra. Còn thấy không? Rất là đẹp ha. Bột dễ vậy à, Alex? Đúng rồi, bột dễ vậy, đúng rồi đó. Bột nó dẻo lắm. Dẻo không nhìn lại biết là Alex đụng vô này. Còn thấy không? Các bạn thấy được độ rít này, thấy không? Đó. Cái bột mà đụng vô các bạn không thấy độ rít là cái bột nó không có dẻo. Đó. Nên là chỉ các bạn cái mẹo để biết được bột dẻo không dẻo. Ok, xong rồi Alex sẽ lấy nhẹ ra này. Ở dưới các bạn không quan trọng. Các bạn chỉ làm sao để cho nó ra thôi. Các bạn bỏ cái sample xuống cho Alex. Này, tập cái con dũa vô thôi ha. Dũa nó vô thôi. Đó, đẹp quá. Một dẻo quá. Này. Các bạn thấy không? Này, Alex làm cho coi này. Thấy không? Nó dẻo không? Thậm chí rất là dẻo. Ok. Rồi bây giờ Alex đắp qua màu khác nha. Hai thom, hai lu. Ok, so right now I want to show you guys the new color. This one is super nice, ready, right? So right now I show you guys this color. Ok. Đây là cái màu mà khó này, cái màu này trên thị trường đa số những người tại sao bị marble đắp nó bị hai màu nha. Các bạn nhìn thử là đắp có bị hai màu không nha. Các bạn nhớ nha, mua cái thằng này về làm sample. Ok, trước khi con đắp này nhớ cho lại là phải cho nó ướt nha. Nè, lấy lên. Đây là cái cỏ số 16 để đắp nha. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn này. Bây giờ thấy không? Các bạn thấy màu đẹp không? À, bây giờ này, Alex sẽ bỏ một xíu liquid vô nha. Kéo nhẹ ra thôi. À, các bạn kéo chỉ có kéo hai bên thôi. Bây giờ ta lại nói khi cách kéo bột nó quan trọng lắm. Các bạn muốn được cái độ cong tự nhiên là các bạn chỉ dùng hai bên thôi. Khi bạn dùng hai bên các bạn thấy vân cọ mình tự động sẽ có tạo độ u nha. À, cái lông mà của cái đợt thứ hai này cọ ra rất là good ha. Của số 14, 16 và 18. À, thì nó có hai màu, màu silver với màu gold. À, mấy hôm nay rất là nhiều bạn gọi vào. Ô, chết cha rồi. Nhiều bạn gọi vô để order này. Cái này không sao, phải chập ra là sẽ bóc phở ra nó ra hết. Các bạn thấy không? Không có bị marble. Mà thật sự là đắp rất là mỏng nữa. Dày thì nó có thể cover nhưng mà đây là đắp mỏng mà không bị marble. Các bạn thấy nó dẻo không? Các bạn nhìn có thể thấy cái Alex vuốt cái cọ lên mà thấy bột nó dính những cái cọ là biết cái bột nó dẻo cỡ nào rồi. Vuốt xuống. Wow, thấy đi. Em rất là dẻo ha. À, cái móng nhỏ nó anh mua ở đâu vậy? Cái móng nhỏ này anh mua trên website nha em. Này, Alex sẽ lấy ra. Này, để cô chí. Các bạn đợi cái quạt các bạn thấy không? Alex thổi nè. Rất là mượt ha. Để Alex lấy cái màu này ra. À, thấy không? Đó, thêm một màu nữa. Đó, thêm một màu nữa rồi. Rồi, tiếp tục Alex sẽ đắp cái màu khác nha. Đây là cho các bạn thấy được mỗi tông màu ở đây nè. Các bạn sẽ thấy được tông màu này ha. Yellow,
neon à. Đó là màu rất là đẹp, màu là màu yellow tail nha, yellow tail. Đó, cái màu này mà Mỹ trắng nó thích lắm ghê lắm. Cái màu này màu chút khối, màu lạ thanh xí nha. À, tại vì những tông màu này rất là khó mix. Màu chính thì bây giờ nó quá nhiều rồi, màu chính thì nó có gồm có được, màu chính thì nó gồm có được 24 màu thôi. Đó. Đây là cái màu chút khối. Đó, rất là đẹp, màu rất là đẹp. And purple. Purple. À. And màu nude. Đây, màu này là màu Corona Pink nha. Đấy, cái màu này kéo về rất là đẹp. Mỗi tông màu à, có, nếu mà các bạn nào mua trong set 75 màu cũng có thể có mấy màu có nha. Có nha, phải tìm nha. Thì những bạn nào mua thì sẽ biết ha. Đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ cho mọi người xem thử cái cách mà Alex làm khom nha. Thì thường thường Alex chỉ các bạn muốn làm cái màu rose gold thì nó có hai cách. Một, thì các bạn có thể dùng cái màu này. Hai, các bạn có thể dùng màu đỏ. Thì Alex sẽ đắp màu đỏ cho mọi người xem nha. Để lại phân tích cho mọi người, tại có nhiều bạn làm màu rose gold á, tại sao mà sơn nó không có ra đúng, tại vì Alex chỉ cho, tại vì nó cái màu rose gold có nhiều người họ dùng cái màu light gold, người ta làm nó cũng rose gold cũng được nữa. Nên nó tùy cơ, nó ứng biến đó, nên là hôm nay Alex sẽ chia sẻ cho mọi người làm cái màu rose gold. Thì khi làm màu rose gold thì Alex sẽ dùng tới màu apple red, thì màu đỏ. Đại khái vậy, màu apple red. Đây là cái màu đỏ ha, các bạn thấy không? Anh thì anh đắp cho coi này. Thì anh là chỉ cho các bạn hai cách để làm cho thành một cái màu rose com. Đây là pick up right ha. Anh nhìn này. Các bạn thấy không? Bột này rất là dẻo ha. À, ha. Rồi bắt đầu dùng vuốt xuống này. Màu đỏ thì vuốt xuống này nha, vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Còn thấy không? Cái màu dẻo không? À, xuống này. Thì những bạn nào mà làm khom hay bị cứ nhảy lên đây, cứ nhảy lên đây là chỉ cho. À, tại sao mà làm không ra? Thì lại nói á, các bạn mua khom là một chuyện rồi, nhưng các bạn phối màu là một chuyện nữa. Tại sao nhiều bạn á, mua khom nhưng tại sao người ta phối ra được cái màu đẹp? Tại vì người ta biết cách phối. Nếu mà các bạn chưa biết cách phối á, thì anh sẽ hướng dẫn hôm nay cái like này, anh sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao để phối ra được đẹp. Thấy không? Rất là đẹp, rất là mượt, thấy không? Rất là đẹp. Đó. Anh Huy Hi Đức Võ ha. Anh Huy Đức Võ có question gì cứ nói cho anh nghe thử coi nè. Tại sao cười nè? Nói đi, tại sao cười? Tại sao hít mắt hít mũi như vậy? Thấy không? Cảm thấy không? Xong rồi ha. Alex cho đợi khô xí thì chập nó, Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách cái màu này rose gold với màu này nó khác nhau ở chỗ nào. Nếu có những người khách họ muốn đậm hơn nữa. Đó, và thứ hai nữa thì Alex có một cái loại comb rose gold. Và thứ hai nữa Alex sẽ hướng, ví dụ các bạn nhiều các bạn không có cái màu rose gold thì còn có thể dùng màu light gold. Đó. Ừ, thấy không? Alex sẽ bỏ vô. À. Rất là đẹp ha. À, thank you Hà Võ nha, thank you Yogi Farm rất là nhiều ha. À, thank you Yogi Farm rất là nhiều. À. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ bỏ qua cái màu mới nè, nhìn nha. Rồi nãy giờ là mấy màu rồi. Rồi đắp cái màu, bây giờ Alex sẽ đắp một cái ngón ombre chuẩn cho mọi người xem thử ha. Cái ombre chuẩn để Alex phối trong hai cái màu ombre đó. Đại khái như các bạn nào hay xài các bạn nhiều bạn hay xài cái gì đó, các bạn có biết làm ombre không, ombre comb không? Ombre comb. Rồi một cái chập nữa là xíu cho mười cách làm mà có mới hàng chưa là có mới chưa có nha. Thì Alex nói bột á, để 100% cái chuyện đó thì nó không có, đúng không? Thì nó cũng 70-80% là chuẩn đó, chứ thật sự nói 100% cái chuyện đó rất là khó. Tại vì Alex biết màu á, phải biết tất cả rất là nhiều, phải hư rất là nhiều mới ra được.
Tại vì Alex nói mix màu là gì? Mix màu là không có một công thức nào nhất định hết. Nếu những ai là chủ tiệm nail thì họ sẽ hiểu những gì Alex nói. Những gì Alex nói có thật hay không? Có nghĩa là màu, công thức tự chính mình tạo ra, chứ không phải là ai cũng tạo ra công thức. Có nghĩa là ai, ví dụ mình muốn người có công thức là cái chuyện nó khó lắm. Tại vì đôi khi ví dụ mình ngồi mình phá bột, mình phải mix nhiều mình mới biết được. Thì mình là chính là người tạo ra công thức đó thì mình mới nhớ được. Đó, nên Alex nói mix màu nó vô vàn lắm. Đôi khi Alex nói 100 màu hay 50 màu, thậm chí 1 triệu màu cũng có nữa. Nhưng mà anh thua mình chỉ cách mix thôi. Ví dụ như Alex bỏ màu này vô màu này thì nó sẽ ra cái màu khác. Nhưng mà Alex bỏ màu này vô cái màu này thì nó sẽ bị marble. Thì lần sau Alex sẽ không làm cái màu này với màu này nữa. Nếu mà bỏ vô nữa nó sẽ bị marble. Tại vì thằng này nó không hợp với thằng này. Đó, bởi vì khi mà mix màu, tại sao nhiều người hãng, nhiều khác, mình phải ngồi chọn lựa rất là nhiều để ra được một cái màu. Rất là khó. Khó là gì? Có nghĩa là mình phải ngồi ra mix, mình mới hiểu được cái cảm giác đó. Rồi. Hai chị Mimi đó. Và mix màu xong rồi để làm sao cho bột nó dẻo nữa, để làm sao đắp cho nó mượt nữa. Nó nhiều chi tiết lắm. Bởi vì tại sao đôi khi có nhiều bạn tại sao họ không có mix? Tại vì họ nghĩ đôi khi đi mua cho nó khỏe đi. Tại vì thật sự á, cái người mix màu họ cũng phải đi mua bột chứ đâu phải là họ tự tạo ra bột đâu, đúng không? Alex chỉ là người trộn màu thôi. Còn mix màu là gì? Có nghĩa là cái người đó là kỹ sư họ chế tạo ra cái màu, thì chính tỏ là người đó họ tạo ra cái màu. Còn mình chỉ là mua bột cho mình trộn lại màu này màu kia ra màu đó thôi. Thì nói chuẩn hơn là như vậy. Đó rồi. Rồi, bây giờ Alex đắp thêm một màu nữa là cái màu này rất là đẹp này. Cái màu này là màu tình yêu ban đầu á, cái màu của thế giới tình yêu ban đầu á, các bạn biết màu tình yêu ban đầu không? Cái màu tình yêu ban đầu là màu của Baby One More Time, Are You. Đây là cái màu rất là đẹp này, cái màu rất là tươi nè. Cái màu này nhìn là yêu liền luôn. Màu này nhìn là yêu liền. Các bạn thấy trong cái những cái hộp màu qua này các bạn thích không? Các bạn thích không? Nó rất là tươi, màu rất là tươi. Nó không có nhìn có, nó không có... rồi. Này. Ok, các bạn nhìn nha, Alex sẽ bỏ vô này. Những cái sheet này, nhìn này. Rất là dẻo không? Rất là dẻo, đó. Đó. Giống như Alex cho các bạn một cái màu đi. Ví dụ các bạn muốn mix màu burgundy thì các bạn phải dùng một màu, đó là màu đen hoặc màu đỏ. Đó, trong hai màu đó, và trong hai màu đó là các bạn phải dùng cái dân lượng các bạn bỏ bao nhiêu nữa. Rồi các bạn phải tìm ra một cái hãng nào đó khi các bạn mix nó không bị hột nữa. Nó nhiều chi tiết đó. Chứ không phải là bạn thấy Alex làm lấy màu đỏ màu đen này, các bạn Alex mix ra là màu burgundy xong mình ra hãng mình mua xong về mix nó ra. Tại vì sao cái hãng đó, cái pigment nó không hợp với cái pigment kia, hay là cái phân tử kia nó bự quá, nó không có hợp được. Đó, thì mình phải làm tới tất cả tới mười mấy cái hãng rồi mình mới ra được một cái màu của mình. Thì nó cũng là một cái thời gian rất là dài để mình tìm kiếm. Đó, nó là thực tế là như vậy. Hả? Các bạn thấy không? Đẹp không? Cái màu đẹp quá. Cái màu này quá đẹp luôn. Quá tươi. Màu là giống là màu tình yêu ban đầu á. Alex xài liquid hiệu của Just Nail nha. Những bạn nào mà bây giờ xài cái liquid hiệu này đó, bây giờ Alex đã làm cái mùi lại rồi. Nó chuẩn hơn ngày xưa nhiều và nó nhẹ lắm. Đó, và thứ hai nữa là cái màu nó lạc hơn. Tại vì nhiều bạn nói, tại vì ngày xưa Alex làm cái liquid của Alex đó là cái màu nó giống như nước Cindy vậy đó. Nhưng bây giờ các bạn thấy Alex làm cái nước lại không? Nó mượt, nó lạc hơn để làm gì? Để nhiều bạn làm ombre nó không bị này, các bạn thấy không? Cái nước nó lạc hơn. Tại vì các bạn nhớ cái liquid đó, cái nước đậm hay lạc nó đều giống nhau hết. Tại vì họ chỉ bỏ chất màu vô thôi. Họ chỉ bỏ chất màu vô thôi. Đó. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Đó này, Alex cút ra này. Các bạn nhìn này, thấy không? Rất là đẹp ha. Rồi xong Alex có thêm một màu nữa. Rồi Alex làm thêm một màu cuối cùng là màu màu cuối cùng là màu để Alex coi cái màu này. Alex cho các bạn coi cái màu này. Này các bạn coi, giờ các bạn thấy màu này chưa? Cái màu lạ lắm đúng không? Cái màu này màu xanh cũng ra màu xanh mà màu gì quá. Còn thấy nó lạ không? Nó lạ với mấy những màu khác không? Thì Alex đắp thử này. Thì cái màu này là gì? Bột tháo ra lẻ hả? Bột tháo ra lẻ chỉ có cái là mình
tháo lại, chỉ có cái là chị phải làm sao để chị tháo ra cho nó lẹ thôi. Khi chị đắp á, nếu mà tại vì lúc mà thật sự á, khi làm bột tháo lại chị phải deal với khách. Thứ hai nữa là cái tốc độ chị dũa, thứ ba nó chị dùng cái đầu dũa nó có ướt hay không. Thì đa số á, Alex dùng cái đầu dũa lúc sấy, Alex này cái đầu dũa này này, cái dũa này, nó tháo rất là nhanh, nó rất là nhanh này, thấy không? Cái răng cưa đây này đó, cho Alex đẩy cái các bạn coi thử nha, đôi khi nói với Alex đẩy cái chập nó, Alex đẩy cho bạn coi. Đó. Nó không có chảy máu và nó kéo nhanh lắm. Còn không nữa thì phải dùng cái đầu dũa này. Cái đầu dũa này á, nếu mà ra supply Alex phải nói với khách á, bán những cái đầu dũa nào mà khách hàng họ không có mua. Tại vì những đầu dũa này nó cái răng nó bự lắm. Nếu các bạn chỉ cần sơ hở một cái thôi là các bạn chém đứt chảy máu người ta liền. Thì nói chung trong cái nghề, nói chung mỗi người có mỗi cái audit, thì giống như cái bạn nó tháo nhiều thì các bạn nó sẽ giỏi. Đôi khi các bạn biết không, có nhiều người Alex để ý á, từ xưa giờ Alex làm á, thường thường vợ làm nail nhiều hơn đàn ông, mà anh đàn ông làm nhiều hơn, vợ thì làm bên kia nhiều hơn, nhưng đa số sometime vô bắt đầu người chồng busy quá, bắt đầu người vợ tháo bột dùm, thì người vợ tháo rất là nhanh nhưng cuối cùng người vợ không biết làm bột mà tháo bột rất là nhanh, mà ngược lại người chồng làm bột nhanh nhưng mà tháo bột là chậm hơn người vợ. Bởi vì ăn thua là do mình dũa nhiều hay nhiều, cái tay mình nó quen mình mới có được cái chữ gì gọi là cái gan á, mình mới dám dũa cái này. Còn muốn mà sợ nữa thì dũa cái này đó. Còn không nữa thì ví dụ như khi mà khách hàng vô mình phải điêu khách đó, nếu mà khách đổi màu nhiều quá thì mình phải đắp một lớp clear mỏng ở dưới á, thấy không? Đại khái nha, là đắp một lớp bột clear này, đây là bột hộp clear nha, Alex đắp lên thử này, hộp clear. Đây là cái cách mà Alex chỉ cho mọi người làm pháo bột nhanh à, nên Alex sẽ bỏ một xí clear vô đây này, còn bỏ mỏng thôi nha à, còn không nữa các bạn dip à, các bạn dip này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Alex đắp một lớp clear mỏng dưới, nếu mà người khách đó họ thích thay đổi màu. Đó. Còn không nữa thì cái điều thứ hai là khi mà mình khách vô làm lại làm á, mình hỏi khách bạn có thích lần sau làm những design nữa hay không? Thì thay vì bộ nail nó 60 đồng, các bạn nói với khách cái bộ nail này 70 đồng. Hiểu không? Nhưng thật sự các bạn đã chạc 10 đồng tiền chạc gỡ móng trong đó rồi. Nên lần sau mà nói ok, tao chặt mày 70 đồng nhưng mà tao phi mày tiền gỡ, hiểu không? Nhưng thật sự bạn đã chặt 10 đồng cái trong hay là 5 đồng cái tiền gỡ rồi, nên ăn thua mình deal với khách thôi đó. Ok làm xem 100 màu hả? Đây là cho coi thử, đây là cho chặt nó, là cho coi màu, các bạn coi thử cái set bột 200 màu ra, cái set bột 200 màu ra, các bạn nhìn, các bạn sẽ ghiền á, nhìn là ghiền gì, tại vì tông màu nó quá đẹp đi. Nó giống như là ngày xưa giờ Alex thấy màu nó liên lạc nhau khác lắm, nhưng mà Alex biết á, bây giờ Alex sẽ ra một tông màu á là vậy này, đại khái như màu này đúng không? Alex sẽ ra một màu đậm, cực kỳ đậm, rồi một màu thứ hai là cực kỳ lạt một xí, màu thứ ba là medium, nên Alex sẽ ra ba cái section như vậy, tất cả những cái màu như vậy á, thì khi người khách các bạn chọn á, ok vô mỹ đen á nó sẽ chọn đậm hết, hay là vô mỹ trắng nó sẽ chọn lạt hết, hay là vô mễ thì nó chọn medium, nó rất là hay. Alex chọn tại vì Alex thấy nó rất là hay, tại vì nhiều cái nhà cái cửa họ sơn họ cũng phối màu như vậy, tại sao mình không làm như vậy? Thứ hai là họ nhìn vào, tại vì đôi khi có nhiều khách I want green but I like little bit light, I don't want darker, không thì các bạn có tông trong cái 200 màu đấy, các bạn sẽ có sẵn luôn đó, các bạn đưa ra ok tao có thứ ba màu là đậm lạt nhẹ, thích màu nào đó, nên nó rất là dễ chọn cho mọi người, các bạn thấy không? Đó, đây là Alex đắp lớp clear đúng không? Rồi bây giờ Alex sẽ đắp lớp màu lên này. Đây là cái cách điêu thứ hai để mà mình làm khách đó. Này, các anh nhìn thử nha, Alex bỏ lên này ha. Đó, cái màu này Alex không biết tiếng Anh gọi là gì, nhưng mà anh thấy nó lạ lắm, các anh thấy nó lạ không? Nó cực kỳ lạ luôn đó. Đó, rồi giờ Alex sẽ bút xuống này ha. Wow, đấy ha. Đây là cái cách mà mình làm sao để mình đắp lên khách này, thấy không? Thì khi khách trở lại, Alex tháo rất là lẹ, Alex dũa ra thì tất nhiên nó chỉ còn một cái lớp màu dưới thôi. Không, cái màu đẹp quá. Cái màu này giống như là màu vàng cũng ra vàng, mà xanh cũng ra xanh. So, ha. Cái này đẹp không? Đó. Thì thường thường á, làm mà đắp một màu á, thì các bạn nên dùng cái natural tip nha.
đừng có dùng cái clear tip giống như Alex, tại clear tip á, là chỉ dùng cho làm kinh tuyến nó mới đẹp thôi. Tại vì á, các bạn dùng natural tip á, thì cái màu của mình nó sẽ đậm hơn. Tại vì sao clear đôi khi nó sẽ bị see through nó có thể thấy xuyên qua được ha, nhớ nha. Này đẹp quá, cái màu là quá đẹp, các bạn thấy bột nó dẻo không, là kéo từ trên xuống này ha, rất là đẹp. À, mấy người mọi người nhìn đó là bảy vô tùm lum hoa rơi. À, collection 50 màu có sale không Alex? Collection 50 màu còn nha Trâm Huỳnh, cứ vào quay sạch Alex nha. Thấy không? Các bạn thấy hay không? Đó là những gì mà Alex muốn chia sẻ cho những bạn nào mà cảm thấy trong cái nghề của mình mà cảm thấy những cái mà mình không có tìm ra được cái nguyên nhân, thì đây cũng là những cái nguyên nhân mà Alex muốn đưa cho mọi người. Đó. Alex thì không thích cầu kỳ quá, thì những cái nào thực tế. Thì giống như Alex dạy cái gì cũng vậy, Alex đua thực tế, có nghĩa là những cái gì ở trên tiệm làm mỗi ngày thì Alex đưa vào rất là nhiều, hết là 80% hầu như là vậy. Đó. Chứ giờ Alex cứ giả con rồng con rắn lên đây thì có thể Alex nghĩ chắc cũng không có ai coi nhiều. Tại vì đôi khi cái đó là giống như là nghệ thuật rồi, cái đó gọi là họa sĩ rồi, chứ không phải là neo nữa, đúng không? Cái đó gọi là họa sĩ rồi. Đó, nên Alex thứ nhận cái gì hay chia sẻ cái gì là có nghĩa là gì? Những cái này Alex chia sẻ cho mọi người là gì? Áp dụng vào tiệm, thứ hai là kiếm tiền. Đó, ngắn gọn vậy thôi. Đó, ngắn gọn rồi, còn thấy không, xong rồi đúng không, Alex sẽ gỡ ra. Đó, thì cái đó, còn thấy không, xong rồi ha, Alex sẽ gỡ ra. Đó, còn thấy không, Alex gỡ ra mà cái bột Alex vẫn còn dẻo này. Đó, rất là dẻo ha. Rồi, ok rồi, đắp bột màu xong có cần đắp clear không? Không em, nếu mà em đắp đẹp rồi thì em không cần phải đắp bột clear nữa. Đó, thì bây giờ Alex nói khi mà các bạn vuốt, Alex nói nếu mình vuốt càng đẹp thì mình càng giữ ít, mình càng giữ ít thì mình càng. Thứ hai là cái cỏ, tại sao nhiều hãng khác thích cái cỏ, nhiều người dùng thích cái cỏ quá Alex. Tại vì Alex thấy lông nó cũng giống nhau, tương đương, nó cũng hơi giống giống, nhưng mà cái cỏ quá Alex đó là bị xong nó cứng, cái thân nó cứng, tại vì Alex bỏ nhiều thêm lông. Thay vì cái lông nó tới 80% nhưng cái cỏ Alex bỏ tới 100%. Tại tại sao nhiều người mua cái cỏ số 16, tại sao lông nó nhiều quá, hay là cỏ số 14 lông nó nhiều quá? Thật sự Alex nói cái cỏ mà cái lông nó mềm quá, các bạn vuốt đi nó lâu lắm, nó lâu thiệt, đôi khi nó dính bột nhưng lâu thiệt. Nhưng mà cái cỏ mà nó hơi cứng chỉ còn đắp không, thấy nó đi không, đè cũng nó đi nó đã lắm, nó mượt lắm, cái lông nó đã mượt rồi mà cái cỏ nó hơi cứng xí nữa, tất nhiên mình vuốt tất nhiên nó rất là mướt, nó chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Đó. Số gãy đó anh, sờ gãy đó anh, màu này không, màu gãy là anh thua cho em thôi. Ví dụ như em biết, ví dụ là chỉ cho cách này, nếu mà muốn biết tay của người khách đó làm việc nhiều hay không á, tay của khách người làm việc nhiều hay không á, các bạn chỉ rờ dưới này này, chỉ rờ dưới này nhiều thôi là các bạn biết là cái tay khách nó làm nhiều hay không. Nếu mà thấy skin của họ dày biết ô cô này làm việc rất là nặng, các bạn biết là phải đắp một bột bự nhiều hơn một xí. Ví dụ nhiều người khách, ví dụ như có nhiều người khách họ tay họ dày nhưng mà tại sao họ vẫn muốn mỏng, họ muốn mỏng nhưng mà mình vẫn cố tình, có nghĩa là khi các bạn đắp á, cũng phải anh gian lên, có nghĩa là các bạn phải đắp cho nó dài lên chỗ này này, nhưng mà khi xuống đây á, các bạn muốn lắc lẻo qua người khách đó, các bạn bắt buộc lấy cái máy á, chạy hai bên hông này này, chạy một cái thôi là các bạn thấy my nail is thin ready. Cái khi khách đó họ nhìn ở đây nói ủa tại sao cái nail nó mỏng rồi, hiểu không, thì họ nhìn thấy được, nhưng thật sự ở trong này nó dày thì bởi vậy cái độ chắc cái nail nó chắc hơn. Còn ví dụ người khách mà cái tay họ làm việc nhiều quá mà các bạn đắp mỏng nữa thì tất nhiên mấy ngày sau nó sẽ hỏi mình thôi. Đó là cái điều đơn nhiên thôi. Đó, lưu ý nha. Hai Tuyền Nguyễn, khỏe Tuyền Nguyễn. Đó thì trong cái việc mà khi các bạn làm nhiều, giống như anh chị, những chị em làm nhau lâu năm thì Alex nói đúng không? Mình làm càng nhiều, mình va chạm càng nhiều thì đôi khi đó là những cái bài học. Đó thì giống như Alex nói, những nhiều người hỏi mình không có kinh nghiệm nhiều. Cái kinh nghiệm nhiều hay không là mình phải làm nhiều mình mới có kinh nghiệm. Chứ giờ bạn hỏi Alex cũng đâu có được kinh nghiệm nhiều đâu, Alex chỉ chia sẻ cái đường đi thôi. Còn những sau những cái người khách mình làm đó là những cái bài học mình rút ra được những cái kinh nghiệm. Từ những cái kinh nghiệm đó rồi mình mới rút ra được tại sao nó như vậy. Đó. Còn thấy không? Màu rất là đẹp ha. Đó. Thì qua những cái tông màu Alex muốn chia sẻ rồi, bây giờ Alex hướng dẫn mọi người cách làm khom. Thì thường thường thì mọi người làm con thì cũng có hai cách ha. Một là các bạn làm bằng silac, mà hai là các bạn làm bằng gel. Thì hôm nay làm bằng bột màu. Bột màu thì làm con thì nó dễ hơn, nhưng mà nó cũng không phải là dễ. Tại sao? Nếu mà làm bột màu thì các bạn nhớ một điều cho lệ là gì? Là phải đắp cho mượt. Để làm gì? Để không có bị gồ ghề.
Đó. Cái thứ hai là gì, nếu mà các bạn làm shellac á là gì, cũng phải đắp cho mượt, và thứ hai cũng phải sơn cho nó mượt. Còn nếu các bạn sơn không mượt á thì nó sẽ bị. Còn trong những cái màu kho mà các bạn làm á, ví dụ như có màu mà đậm á, ví dụ các bạn sơn một màu á, sơn shellac một màu mà nó đậm rồi, các bạn đừng cần, không cần phải sơn hai lớp màu. Tại vì khi các bạn sơn kho lên rồi nó sẽ cover hết. Lưu ý nha, nó sẽ cover hết, nên các bạn phải lưu ý ở điều đó. Thấy không? Chứ không phải là mình sơn hai lớp shellac để rồi mình đánh kho này nữa thì nó quá dày. Cái điều đó rất là thực tế, nên tùy kho mình ứng biến đó. Còn ví dụ những cái màu nó lạt quá, tất nhiên các bạn phải sơn hai màu thôi đó. Nhưng mà khi mà khách hàng họ không có làm kho thì các bạn phải sơn hai lớp, chứ các bạn không có thể sơn một lớp màu được đó. Nhưng mà có một hai màu đôi khi bất đắc dĩ, oh this color is really dark, it's really thick, so I can apply only one top for you, but if I do two top it's really thick. So mình phải hỏi cho người khách biết nữa đó, thì cho người khách đó biết. Còn không nữa, nếu mà người khách đó họ cố tình họ không có chịu á, thì các bạn phải làm sao, phải sơn sao cho nó mỏng, mỏng thì nó mới đẹp được. Còn nó đã dày mà màu nó dày đậm nữa, các bạn sơn dày nữa thì các bạn sơn chặt nó ra nữa, thứ nhất bị mất xếp, cái thứ hai nữa bị quá gồ ghề đó. Lưu ý điều đó nha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái comment cho mọi người xem thử ha. Đó, trước khi Alex làm comment thì Alex sẽ có một cái chai này ha. Thì Alex hay xài chai này, cái chai này từ 15 tới 35 phút nha, 35 giây. Còn cái chai này các bạn làm thì các bạn phải đánh cho Alex là 15 giây, 10 giây thôi. Nếu mà làm college shell là 15 giây, tại college shell nó có độ rich hơn. Đó, thì hôm nay Alex sẽ hướng dẫn cho 10 người làm cái kho, thì Alex sẽ dùng một cái màu này shellac để Alex làm shell một cái kho ha. Rồi trong cái thời gian chờ đợi mọi người là bấm share nhé, để Alex hướng dẫn cho mọi người thêm những chi tiết khác nữa. Ok, bây giờ Alex nói trong cái thời gian chờ đợi thì Alex cũng cố tình cho nó khô xí đi, cho cái thằng này khô xí đi. Rồi bây giờ Alex sẽ phân tích cho mọi người hiểu để làm cái form slack này. Thì trong cái session của Alex là có tới 7 màu ha, 7 màu form. Tại vì mấy hôm nay các bạn biết tại sao mà Alex làm mẫu này không? Nhiều bạn lên mạng, ô Alex ơi chị không có thấy cái màu form, chị có thấy mấy cái hũ form mà chị không biết màu gì hết. Hay là em làm cái hình này cho chị coi đi để chị lên chị biết cách, hay là em để cái số màu đi, nên Alex làm like là hôm nay là tại nguyên nhân tại sao Alex làm lại. Đó, thì Alex cũng muốn bỏ lên cái website để cho mọi người biết, ô vô mua cái màu này, mua cái màu kho này thì phải làm những cái màu này thì nó ra được cái màu kia. Đó, thì tại sao Alex làm like lại cho mọi người xem ha. Thì bây giờ trong cái thời gian chờ đợi ha, nghe giọng nói Alex là khỏe khỏe Alex. Ok chị Tuyền. Ok rồi bây giờ làm treo này. Bây giờ Alex hướng dẫn mọi người làm treo bằng kho nha. Đó, khi mà các bạn mới vô nghề nhớ cho Alex á, nếu mà nhắc tới khom á là các bạn nhớ thứ nhất là gì, phải làm cho mượt, nếu mà đắp bột phải làm cho mượt, còn nếu mà shellac á phải làm cho nó mượt và nó không được cầu ghề. Cái thứ hai nữa là các bạn phải sơn sao cho đẹp, sơn sao cho đẹp nha, nhớ những gì Alex nói, sơn sao cho đẹp. Đó, và lưu ý này, cái chỗ này rất là quan trọng này, các bạn thấy không, kéo là kéo từ trên xuống này, thấy không? Không được nhắc ở đây này, nhiều bạn sơn shellac tại sao bị đùng này, tại sao bị đùng mất xếp được cái nhắp này, đừng có nhắc vào đây. Một là kéo xuống luôn, các bạn thấy không? Thì khi các bạn kéo xuống á thì nó không sẽ không bao giờ bị đùng ở đây. Thì không bị đùng tức gì là không có bị nguyên nhân. Rồi bỏ vô. Đó. Đó thì trong sơn shellac á thì các bạn nhớ làm khom á thì shellac nhớ là phút đầu á là các bạn phải để cho nó khô. Phải để đúng là 1 phút. Cái lớp thứ hai thì các bạn để cho nó khô một xí, tại vì lớp đầu của tất cả những shellac thấy cái gì vậy? Lớp đầu mà các bạn ủ các bạn là để cho nó xí thôi, mà các bạn cứ nghĩ ở sơn lớp thứ hai chập nó bỏ lên top lên nữa chập nó sẽ khơn cái, nó sẽ khô cái lớp dưới cuối cùng, nhưng đó cái điều đó là nó không phải nha. Tại vì khi mà nó quá dày, cái lớp thứ hai cái lớp top này nó quá dày thì đôi khi cái đèn nó không có thể xi chu được cái lớp cuối cùng ở dưới kia, thì đôi khi nguyên nhân tại sao shellac bị chóc là tại vì mình không làm ở dưới nó khô. Thì giống như nền nhà như vậy á, tại vì á mà mình không kỹ á, ở dưới cái góc á mình không đổ xi măng kỹ á thì tất nhiên cái nhà nó sẽ bị sập. Thì giống như shell hay là khom vậy đó. Ok, lớp thứ hai này Alex bỏ lên nè ha. Cho lớp thứ hai lên. Màu đẹp quá ha. Rồi, các bạn thấy không? Xong rồi đúng không? Alex sẽ bỏ vô đèn này ha. Ok, xong rồi cái bột màu với cái shellac nó khác nhau ở chỗ nào? Nghe giọng nói em muốn thấy hai cái cỏ số 14 của anh ở đâu? Cỏ số 14 hả? Cỏ số 14 đó là Alex ra, đây là cỏ số 16 nha, Alex tại đắp này. Cái silver ha. Còn cái gold là chấm lên cho mọi người xem thử. Còn số 14 thì hết rồi, tại số 14 quá nhiều người order hết rồi. Với lại thứ hai nữa, mấy bữa rồi bên Việt Nam
mua anh tính mua về cũng gần cả ngàn cây rồi, nên cái chỗ nó bán quá chạy nên nó không có kịp để cung cấp. Với thứ hai là sẽ ra cái số mới á. Đó. Rồi các anh thấy không, cái lớp thứ hai khô đúng không, đó xong rồi đúng không? Đó thì các bạn biết á, khi xong rồi á là các bạn biết á, lưu ý này, các bạn đánh khom tại sao nhiều người đánh nó không có sai này, đôi khi không phải là do thấp code nhớ nha, tại vì do cái slack, tại vì các bạn lấy cái tay này các bạn đẩy vô nha, đẩy khá là lấy cái tay vô này nè, cái màu mà nó chính như vậy này là các bạn làm lên nó sẽ bị khom, nó không có shiny, nó sẽ bị chip off liền, nó sẽ bị chip off, và cái đôi khi các bạn chà khom nó không có chỗ mà bóng chỗ không, thì các bạn phải làm gì, các bạn phải dùng cái giấy này này, hoặc các bạn dùng cái giấy acetone này, các bạn xịt cái alcohol lên, acetone lên, cái acetone nha, đừng dùng alcohol. Acetone để làm gì, để cho nó mạnh, để nó chùi cái lớp trích này ra này, các bạn thấy không, để nó chùi cái lớp trích này ra. Đó, là chùi trích này ra, còn thấy không? Thì đây là những cái mà là tại sao mà cái kho mình nó không được shiny đúng không? Đó, các bạn sẽ bỏ ra đúng không? Thì thường thường bên công ty Alex là cái chai này là từ 15 tới 35 giây. Đó, bắt đầu Alex sơn lên. Đó, thì lúc này Alex sơn lên, Alex rất là tự tin. Thứ nhất là gì? Nó không có bị hư cái cỏ của mình, nó không bị hư cho thóc của mình. Tại vì cái gel nó dính vào á, nó sẽ làm cho hư cái khóp của mình. Nó sẽ cái màu với cái màu với cái top coat kho nó sẽ dính vô là nó làm hư cho gel của mình. Đó, bởi vì tại sao nhiều bạn sơn xong chai treo được có mấy ngày cho bị hư, tại các bạn phải kỹ ở chỗ đó nữa đó ha. Đó, các bạn phải kỹ cái gì, thứ nhất chủ cũng vui mà chủ cũng vui mà các bạn cũng vui nữa, khách cũng vui nữa, các bạn xài lại nữa ha, nhớ nha, phải sơn sao mà cho nó mượt, thứ hai là không được có hột nha. Rồi Alex sẽ bỏ vô đèn, Alex sẽ bỏ vô đèn bao nhiêu giây, Alex sẽ bỏ vô đèn what you ship to UK. Yeah, trang lý nha, Alex có ship hàng qua UK nha. Những bạn nào mà ship qua UK á, nhớ phải gọi vào công ty của Alex ha. So, website order ok chưa Alex? Dạ, website cứ lên order đi ha. Tại vì hồi túi Alex mệt quá, Alex không có họp được bên kia, nên cái hệ thống website Alex vẫn chạy. Nhưng mà có thể túi này Alex confirm lại thêm một lần nữa, là hỏi thử, nhưng mà cứ lên order đi, nếu mà cứ bấm lên thấy website vẫn còn chạy cứ order bình thường thôi. Này, thấy không? Đó, các bạn sẽ rờ vào, các bạn thấy á, nếu các bạn sơn là các bạn thấy nó hơi rít rít chỉ á, là ok. Còn các bạn sơn lên mà các bạn nghĩ á, ở cái top coat nó khô rồi, đánh lên nó vẫn dính, nhưng thực tế á, nó càng khô chừng nào thì các bạn chà lên nó vẫn dính. Nhưng mà thật sự á, cái khom là gì? Cái khom chỉ là một cái chất make up dính tạm thời. Ngày xưa họ dùng khom để họ mình làm make up, nhưng bây giờ họ áp dụng vào nail. Đó, nên các bạn phải lưu ý, khom là một chất mất cấp dính tạm thời, nên chà vô nail á, nó sẽ dính. Nếu mà các bạn làm cho nó hơi rít rít này, nó không có nhiều nha, nó hơi rít rít vậy là ok, thì tất nhiên cái khom nó sẽ dính chắc hơn. Thứ hai nữa là các bạn chà như thế nào, thì Alex sẽ dùng một cái loại mỏng này này ha. Alex sẽ dùng cục mút này, các bạn có thể mua ở Walmart, hay là cái này dành cho những người phụ nữ họ đã làm mất cấp á. Đó, Alex sẽ dùng cái màu số rainbow đi, Alex sẽ dùng màu số rainbow này này ha. Đó, là sử dụng cái màu này. Rồi bây giờ là sẽ trà này. Này, khi mà các bạn lấy cái khom trà, các bạn nhớ nha, lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều quá. Các bạn lấy nhiều quá, các bạn trà một lần nó ra thiệt. Nhưng thật sự cái khom nó quá dày thì nó sẽ tóc. Đó, bởi các bạn phải trà mỏng thôi, các bạn trà lên. Các bạn thấy không? Đó là trà mỏng đây này, thấy không? Chưa chín nó ra này ha. Để trà cái này xuống này. Này, các bạn trà từ từ lên. Đó, gia lịch bỏ cái đèn xíu, nó chưa khô nha, này nói nhiều quá. Đúng rồi, lại quên dặn mọi người. Ok, cái silac á, các bạn để thóp cho lệ ta là bao lâu biết không? Cái silac á là các bạn, nếu mà các bạn xài cái thóp này á, là các bạn để cho lệ từ 15 tới 50 giây. Còn nếu mà các bạn xài đến một màu á, là các bạn phải để cho lệ á chưa khô, các bạn phải để trong cái bột màu á, các bạn để trong lệ là 10 giây thôi. Tại vì sao? Tại vì silac nó sẽ rít hơn, thấy không? Còn trà tiếp tục lên. Nó sẽ ra ha. Keo dính chặt quá. Đó. Xong rồi Alex sẽ bỏ treo, các bạn nhìn thử nha. Nó sẽ bóng không nha. Đó, nó sẽ hiện lên ha. Đó. Đó là cách mình dùng cho cái silac.
Này con thấy không? Này Alex nhìn cho quay gần này ha. Đó, đó là sẽ bỏ vô đèn. Màu này có được không anh? Just nail website or website to order. Ok chẳng here. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm qua một cái ngón bằng bột thử nha. Các bạn sẽ thấy như thế nào. Ok, before Alex làm thì Alex sẽ bóc phở một xíu nha. Ok, xong rồi này ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái gel lên thử nha. Ok, cái chai gel này á là các bạn dùng bột màu á thì các bạn dùng cho Alex á. Nếu mà các bạn dài thấp cốt Alex, các bạn chỉ dùng cho Alex 10 giây thôi nha. 10 giây thôi, không được để lâu quá. Còn dùng cái silac là để 15 giây. Tại silac nó rít hơn. Này đẹp quá, thấy không? Nó rất là bóng ha. Này Alex sẽ vuốt nhẹ ra này. Đó, để Alex bỏ đèn này, các bạn thấy không? Cái thấp cốt này rất là bóng. Là sẽ bấm 10 giây thôi. À, đây bụng quá. Màu nào cho cái được à. Rồi 10 giây này, thấy không? Alex sẽ rời xí coi. Thêm xí nữa. Ồ, cái này bấm được 7 giây à. Rồi, các bạn rời thử đây nó có rít hay không này ha. Đó, rời một xí cho Alex ha. 10 giây, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Ok, Alex sẽ để 15 giây nha. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ đánh cho mọi người xem nha. Đó, thì Alex nói á, đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là do cái đàn. Tại vì nhiều cái đàn nó mạnh quá. Các bạn để, thậm chí các bạn để 5 giây nó khô rồi. Có nhiều cái đàn nó yếu. Cái đàn nó yếu quá thì các bạn phải để cho Alex là 10, 20 giây. Nên là nói trong cái quá trình làm khom á nó hơi phức tạp một xí. Nhưng mà các bạn biết cách mà để yến chuyển á thì Alex nghĩ nó sẽ ra rất là hoàn chỉnh ha. Đó, rồi thử coi. Alex bỏ một xí coi. Đèn sẽ cho nó chưa khô vậy. Ok, bây giờ Alex R này, Alex R cảm thấy này, nó khô này, nhưng mà nó hơi rít thôi, là ok. Đó, thì có thể là cái đèn nãy nó chưa đủ đồ mạnh lắm. Rồi bây giờ Alex sẽ trà thử nha. Các bạn nhìn nha, Alex trà này. Cái giấy này nó mỏng quá. Để trà luôn, cầm cái trà luôn. Này các bạn nhìn nha. Này, nó sẽ rít này. Các bạn thấy không? Cái này Alex sẽ làm ombre này, ha. Alex sẽ kéo lên, các bạn thấy không? Nó bóng không? Này, thấy không? Nó sẽ lên từ từ này, thấy không? Này, Alex kéo lên từ từ này. Đó, có nghĩa là Alex đã biết. Cái đèn này nó hơi yếu một xí với những cái đèn khác. Thì có thể là cái bóng nó ít hơn. Có thể là, cái đèn này phải tới 20 giây lắm. Đó, có nhiều cái đèn nó mạnh quá, nó phải 10 giây thôi. Đó, xong rồi Alex sẽ kéo này đúng không? Bây giờ Alex sẽ làm ombre á, thì Alex chỉ cho. Các bạn sẽ làm cho cái angle cái mũi nhọn này ha. Các bạn sẽ quay ngược lại như này. Còn quẹt ngược lên. Còn quẹt ngược lên. Quẹt ở giữa nhiều hơn cho lệch này. Thấy không? Các bạn thấy không? Từ từ nó sẽ ra ombre này. Quẹt ngược lên. Còn thấy không? Nó rất là bóng ha. Rồi sẽ bỏ treo lên này. Màu này ha. Rồi sẽ bỏ treo lên. Ok, forget. Ok, before bỏ treo thì sẽ chùi cái này ra cho sạch. Chùi cho sạch để làm gì để cho nó trà nha. Nhớ nha, phải quẹt từ mỏng lên lạt nha, đừng quẹt đậm quá nha. Thì những bạn nào mà tới công ty Alex á, mua hàng á, thì sáng nay có rất là nhiều bạn tới công ty Alex mua hàng. Thì có thể ghé thăm, thì Alex sẽ chia sẻ cho những cái kỹ thuật làm khom hay là đại khái như ombre, đại khái như vậy ha. Bạn thấy không? Này, nó rất là đẹp. Bạn thấy không? Rất là bóng. Đó, nhìn là mê luôn. Đó. Thấy không? Đó, đây là cái thấp phút của Alex ha. Rồi, cái màu thứ hai là cái màu thứ hai là Alex sẽ trà là cái màu này,
cái màu này rất là nhiều người request này, còn cái màu rose gold nữa ha. Ok mọi người chuẩn bị chưa? Đây là cái màu white. Cái màu này là giống cái màu mà anh không biết, nhiều người hay request cái màu mà giống như màu trắng, màu anh không có điện thoại vậy thôi. Đây cái màu này là cho coi này, để là ship. Đây. Cái màu này á, thì cái màu này á, là các bạn sẽ xài với màu đen. Cái màu đen với cái màu mà là chuẩn bị xài là cho các bạn mọi người soi thử nha. Mình để lại một xí. Đăng ơi. Đây, trong hai cái màu này nha, anh sẽ chia sẻ cho mọi người làm cái màu này. Thế là có màu đen sẵn rồi đó. Đây là cái màu rose gold nha. Anh sẽ trả coi này, đây một màu rose gold. Màu thứ hai. Ok, đây là cái màu unicorn nha. Cái màu này là màu unicorn rose gold. Đó. Màu rose gold. Đây, đây là cái màu light gold này. Cái màu light gold này để làm sao để Alex làm ra được cái màu rose gold thì Alex sẽ dùng cái màu đỏ này, các bạn nhìn thử nha. Đó, đây là sử dụng cái màu này này. Đó có hai cách để làm màu rose gold. Thứ nhất là các bạn sẽ dùng cái màu light gold với cái màu rose gold. Đó, nó có hai cách. Thì là sẽ hướng dẫn cho mọi người làm. Đó. Tại cái này là làm nhiều nên là rút ra một bài học cũng mánh khóe thôi. Đó, để khá như trong thời gian rồi là sẽ làm màu này trước đi. Cái màu này là sẽ làm màu rose gold này ha. Ok, anh lại bóc phở hết rồi ha. Rồi, các bạn nhìn nha. Nếu mà các bạn làm cái màu rose gold thì các bạn dùng cái màu light gold này, các bạn làm cái màu này thì nó không ra rose gold. Nó sẽ ra màu calam tum tum. Calam tum tum là cái màu mà giống như là cái màu không biết màu gì luôn. Đó, thì anh sẽ dùng rose gold, anh sẽ dùng cái màu. Nhớ nha, là màu. Nếu mà người nhiều người khách họ muốn màu rose gold đậm á, thì các bạn sẽ dùng màu đỏ, còn các bạn dùng màu nút đậm hơn xí. Đã set hết rồi. Ok rồi, các bạn chuẩn bị chưa? Rồi. Bây giờ là sử dụng cái chai khom, là anh lên đánh thử nha. Màu logo là màu này này. Có nhiều người họ không biết là màu logo là màu nào. Đây. Ok, màu rose gold là màu này. Đây. Đây là những cái màu rose gold này ha. Những cái màu này khách hay hỏi này. Đó, cái màu này. Đó, thì anh là chỉ này. Các bạn thấy không? Cái màu này có nghĩa là ở dưới cái nền nó màu đỏ này. Thấy không? Cái nền ở dưới nó màu đỏ này. Nhìn là biết nó đậm hơn này. Cái màu này là cái màu biết là ở dưới nền. Oh, cái màu này dưới là cái nền rồi, cái màu này. Rồi nó làm ra cái màu rose gold. Đó, các bạn nhìn nha, nhìn cái thích thích Alex làm nha. Có ship qua hàng qua Canada không có nha. Có hết rồi, bây giờ này Alex sẽ làm cho mọi người xem thử nha. Nhớ. Cái màu nút này đẹp quá. Màu này màu, màu nút này là màu màu trong collection của 12 màu nha. Salala Pink á. Màu đẹp quá. Thấy không? Nè, nó sẽ bỏ vô đèn. Rồi đắp chuẩn bị nha, một cục form như vậy ha. Hai chị Tú, hai chị Vi, hai Hiếu, hai chị Mimi Ngô. Đây là cái màu rose gold nha. Đó là cách thứ nhất để các bạn làm. Rồi trong thời gian chờ đợi, Alex sẽ đánh cái màu này nha. Alex sẽ làm màu logo cái màu này. Đó, khô quá. Coi thử coi. Này. Mình rờ thử nó khô chưa.
chưa khô. Cái này nó đủ độ mạnh. Thêm xí nữa. Các bạn nhớ nha, khi các bạn đánh và các bạn rờ cái vòng tay, các bạn thấy nó hơi rít 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 mà nó có dấu tay á, là các bạn không được đánh. Đánh nó sẽ bị nó dính nhưng mà nó không được sai này. Còn các bạn rờ mà các bạn thấy nó không có hơi dính, hơi rít thôi là các bạn đánh được. Đó là cái cách mà các bạn để nhận biết được các bạn làm được hay không. Đó, có nghĩa là các bạn feeling ha. Đây này, đây là cái màu rose gold này, đẹp không? Đó thì hồi anh sẽ để cái sample trong tiệm, trong cái quay house wallet, trong cái chỗ mà studio wallet này ha. Ok, các bạn rờ này các bạn thấy không? Nó được rồi này. Ok, thấy nó không có rít này. Là các bạn đánh được rồi. Các bạn thấy không? Đánh cho từ nhà nhà lên thôi. Các bạn thấy không? Nó dính này, nó dính liền luôn. Thấy không? Nó dính liền luôn á. Quá đẹp. Đó, rose gold. Wow. This one is rose gold color. Ok, you guys. Cho lại sẽ lấy cái tay trà ra, các bạn thấy không? À, rất là đẹp. Để sau lại sẽ lấy cái cải cái tay này ha, chùi ngược lại cho nó sạch. Trước khi lại bỏ gel lên. Wow, đẹp không? Đó, đây là màu rose gold nha, này. Để dưới đèn này. Đó, đây là nãy cái hột bụi nó bay vô nó mắc vô đây, thấy không? Đây là những cái hột bụi nên nha, lại nói nhớ khi sơn á, nhớ đừng để cho bụi bay vô nha. Đó, xong lại trà ra lại thêm một lần nữa. Còn cách thứ hai là anh là chỉ cách chỉnh sửa này. Ví dụ như nó dính chỉ á, các bạn sẽ lấy cái tay này, các bạn sẽ nhấn cái hột xuống, nhấn xuống cái. Nhấn xuống cái. Nè. À, nhấn xuống cái nó mất theo, nó sẽ lạc đi. Rồi các bạn bỏ top coat lên. Nhớ khi còn siêu top coat lên này ha. Cái màu này các bạn nhìn ở ngoài nó đẹp lắm. Đó, các bạn thấy không? Này, nó lên rồi này. Wow. Thấy cái màu rose gold. Đó, nó lên rồi đó. Nó sẽ bỏ vô đèn. Đó, thì nó sẽ là cái màu này nha. Cái màu này, cái màu rose gold màu đậm này. À, nhớ nha. Cái màu này mà các bạn làm cho Mỹ trắng nó khói ghê lắm. Mỹ trắng hay là đa số là thấy đa số ai cũng thích cái màu đó hết. Ngày xưa là bỏ cái rose gold lên Instagram của đó, nó tới gần tới mười mấy ngàn like á. À, giống như tấm hình này này. Có tấm hình Alex ít khi mà cho mọi người biết cái Instagram của Alex lắm. Instagram này đã chơi bên kiểu bên bên Mỹ nữa, cái kiểu mà giống như phát hình bên nên bên cái Instagram nó có nhiều cái idea lắm, nên các bạn có thể chơi Instagram. Đó cũng cách là hay mà là chia sẻ cho đó, mình lấy những idea đó mà rồi mình sáng tạo ra. Ừ. Bên những cái hình này nữa ha. Cái hình này tới giống 25.000 lượt like này ha. Đó. Thấy những cái hình này đơn giản thôi. Đó. Tới 25.000 lượt like này. Đó. Với cái Instagram này thì nó có nhiều cái option hơn, thì các bạn có thể vào cái Instagram ha. À, trong đây là bộ nail lại làm hôm qua. À, còn thì lên đó còn coi, thì còn biết muốn coi dễ lắm mà chỉ cho lên đó, ví dụ bấm vào bộ nail này đúng không? À, bấm vào cái khái đi, vào bộ nail này đi. Còn thấy không? À, đây rất là nhiều hình. Các bạn lên nó coi thôi ha. Rồi bây giờ anh sẽ làm cái màu rose gold này ha. Đó, nó khô rồi đó. Ok, thank you. Can you speak English please? Ok. You want me to speak English? Ok, I just show you guys the step need how when you guys do the comb nail. So you have two ways how to do it.
The first thing, you can apply the rose gold with the natural color, and the second thing you can apply with the second thing, if you don't have the rose gold color, you can get the silver one and you do it. But when you do a silver one, you want to be your home color be the rose gold, you have to do it like upper red, because upper red can make the color stand out more. Okay. À, đây là cái rose gold one theo à, xong rồi ha, sẽ bỏ đèn sát như này đó. Sẽ lấy mẫu ra bỏ vào bên à, thì hôm nay là cũng có rất là nhiều mẫu rồi ha à, rồi tiếp tục à, sẽ làm cái màu này rose gold nha. Thì đại khái như thấp cốt cà lệt này, nếu các bạn nhìn sai này á, là nhớ cà lệt là 15 giây cà lệt. Đẹp quá, đẹp quá, bóng lắm. Okay, so I put in the light right now. Oh, light 15 seconds. Hey, mother. Right. You see, so right now I'm using this color. Okay, I test right now the color try or not. Thêm xí nữa nha mọi người. Okay. And I'm touching it. Okay, it's good right now. So right now I do a rose gold. One day, let's see nha. So before I apply it, đậm quá rồi. Thế để lại apply cái top coat lên thử ha. Nghĩa là lấy lộn hay sao? Get the wrong color. Quan đợi ai là chín nha, lại lấy hộp khác. Cái light gold lại bị mất rồi. Cái hộp nó lại lấy lộn vào hộp silver rồi. Cái hộp light gold nha. Các bạn nhớ nếu mua kho mua hộp light gold. Cái này là cái silver rồi ha. Nó lại lấy lộn màu rồi. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ làm qua một cái màu nữa là sẽ làm qua màu trắng này. Ha. Alex sẽ làm qua một cái màu trắng. So this one I use chân không đeo hết ha. Chắc là sẽ bỏ cái đèn nha. Các bạn có question gì không? Cứ hỏi nha.
Ok rồi, bây giờ anh sẽ trà cái màu thử này. À, đây là cái màu rất là đẹp này. Cái màu này các bạn có thể xài cho cái màu trắng với cái màu đen. Cái màu đen nó sẽ hiện ra là màu nãy nha. Anh trà thử nha. Đây là cái màu mà top là rất là nhiều người xài này. Bạn nhìn này. It's so crazy the color. Cái màu quá đẹp luôn. Cái màu này Alex chỉ trên line nó hơi sáng á, các bạn nhìn ở ngoài nó đậm lắm á, nó rất là đậm. Nó có quay rõ được cho mọi người xem thử. Màu rất là đẹp. Đó là sẽ chùi lại, là sẽ bỏ thêm một xí màu top coat lên. Nó đẹp quá. Ok, and the second thing to Alex sẽ dùng cái màu này ha. Cái màu chạy với cái màu này nó sẽ ra cái màu khác nữa. À, nên trong lúc mà mình làm á, các bạn sẽ chuyển theo cái tốc độ của mình làm ha. Cái màu mà yellow logo, cái logo nó nằm ở ngoài warehouse, chị ra chị lấy cho em đi. Lấy lộn nó màu silver này. Nhiều màu quá mà. Không nhớ mà. Ok rồi, bây giờ là sẽ làm cái màu cho mọi người xem thử ha. Rồi. Đó, còn thấy không? À, cái màu này là cái màu lạp nha. À, nếu các bạn làm với màu white cực kỳ white nó rất là đẹp. À, shop white ha. Rồi. Giờ là sẽ làm màu đen thử. Ngày nào cũng neo, ngủ cũng neo, ăn cũng neo, đi đâu cũng neo hết. Đi đâu cũng thấy neo hết. Các bạn rờ thử nha. Thêm xí nữa. Rồi bây giờ là sử dụng cái số này xài thử nha. Đó cũng là một cái màu hồi nãy. Đó là sẽ trà lên, các bạn sẽ thấy nó ra giống cái màu màu green. Anh nhìn này. Đây, nó sẽ ra cái màu này này. Rainbow này ha. Để nói mỗi cái sắc thể, mỗi cái màu nó ra khác nhau ha. Khi mà các bạn làm á là các bạn sẽ thấy được cái đặc điểm chung riêng của nó. Nên là lại nói khi các bạn đi mua hay là các bạn hỏi bạn bè mình á, để ra cái màu này kia, thì tất nhiên người bạn mình họ sẽ nói phải lấy nhiều màu ra làm rồi mới biết cái màu nào mày thích hay là màu đó bạn thích, chứ không có ai không? Có nghĩa là nó tùy, nó một màu thôi mà nó ra đủ thứ màu. À, thấy không, nó là màu này ha. Giờ lại sẽ bỏ treo lên đó. Nhưng mà cái thích nhất cái thao tác mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người á, là làm sao cho đúng cái thao tác thì các bạn làm ra rất là dễ ha. Thấy không? Đó. Vậy thôi ha. Sẽ bỏ vô đèn. Đây này. Đúng là cái màu này này. Ở đây là cái màu mà LIGO nãy Alex lấy lộn á, thì cái màu này ha. Đó. Ok rồi, Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi Alex chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Rồi có gì hẹn gặp mọi người ở những cái live tiếp tục nữa ha. Thì qua những cái mà thao tác cũng như kinh nghiệm Alex chia sẻ cho mọi người, Alex hy vọng mọi người cũng rút ra được một cái bài học khi làm
sẽ làm hay hơn nữa và tốt hơn nữa ha. Bye bye mọi người.